Xin chào mọi người, anh là TK. Vâng, đầu tiên là xin gửi lời chào đến tất cả bạn khán giả của Gami Sport cũng như là Energy Asia. Và chúng ta sẽ đến với một chương trình rất mới trong ngày hôm nay. Một chương trình mà mình sẽ cùng trò chuyện với CEO của Energy Asia, anh TK. Và điều đầu tiên thì cứ đơn giản là hãy để cho anh TK giới thiệu bản thân mình. Xin chào mọi người, anh là TK. Thì đầu tiên chắc phải là xin lỗi nếu anh nói từ nào tiếng Việt mà không đúng. Anh cũng đang học tiếng Việt. Như xưa nay thì anh cũng mới về Việt Nam cũng là 7 năm rồi. Thì 7 năm nay thì anh cũng ở Nha Trang. Thì trước khi anh về Nha Trang, anh đang ở Los Angeles, ở California. Anh cũng sinh ở bên đó. Thì anh cũng làm ở trong cái nghề vui chơi, giải trí. Anh làm nhiều sự kiện, anh cũng làm ở trong nightlife. Ngày xưa anh cũng là đại diện cho hãng Hennessy, là cái rượu mọi người cũng chắc cũng biết ấy. Thì sau một thời gian thì anh cũng làm Hennessy 3 năm rưỡi. Thì anh cũng về Việt Nam, anh cũng nhìn thấy cơ hội Việt Nam nó quá nhiều. Xong anh cứ nhìn thấy Việt Nam đang phát triển rất là nhiều. Lúc đó là 2012, 2013. Xong 2014 ấy, anh mới bắt đầu, ok, bây giờ mình sẽ về Việt Nam, bây giờ sẽ làm gì đó. Thì là lúc đó thì TK cũng đang nghiên cứu về làm một cái khách sạn. TK thì luôn luôn rất là thích làm ăn mà tiếp xúc với nhiều người được. Mình làm sao để mình cũng đang xây dựng mấy cái trải nghiệm cho mọi người, làm sao để mình cũng nhìn thấy mọi người vui, right? Thì ở đây là TK cũng là việc đầu tiên là lúc mà về Nha Trang hay là tới Nha Trang nhé. Thì lúc đó là TK cũng đang nghiên cứu để xây dựng một cái boutique hotel cùng với gia đình. Thì TK cũng có COO là Drew. Sau một thời gian thì cũng hên là gặp được khách sạn Havana. Thì cái này là đúng là cái khách sạn ở trên cái đường Trần Phú mà cực kỳ đẹp. Mà ở trên á, nó có một cái chỗ trống ở trên tầng 45. Thì lúc đó là cái nghề của TK lợi như xưa nay rồi. Mà cũng đã đầu tư vào bar ở Los Angeles, ở trong Hollywood. Cũng có nhà hàng nè. Thì thôi bây giờ mình sẽ làm sao để mình sẽ tạo một cái chỗ ở Nha Trang để làm sao để người Nha Trang sẽ tự hào về cái chỗ này, làm sao để mọi người lên đây sẽ nhìn thấy cái view của Nha Trang cực kỳ đẹp. Tại vì xưa TK cũng có cơ hội để đi xung quanh nước ngoài, thì lúc mà đi Singapore này, đi Bangkok này, đi thành phố Hồ Chí Minh này, chỗ nào cũng có một cái rooftop, một cái là sky bar ấy, thì mình đang thấy Nha Trang quá đẹp, mà lúc đó không có. Thì lúc đó mình thấy là cái này là cơ hội của mình. Thì lúc đó là TK cùng với Drew làm Skylight. Thì không biết là nếu mọi người có cơ hội, đương nhiên là trong thời gian dịch này chắc là khó. Và nếu trước đây các bạn đã có cơ hội để đi Skylight thì TK cảm ơn. Và nếu không thì là TK cũng mong muốn là tương lai mọi người cũng có cơ hội để lên Skylight nhắm view. Lên đó cũng thử mấy cái cocktail. And also ở lại để TK hay xịt champagne. So đó là một cái văn hóa, ritual bên Skylight mà tao cũng làm. Với tất cả những cái mà anh vừa mới chia sẻ thì có thể mọi người biết rõ hơn về anh TK là bắt đầu từ đâu đến như thế nào và đã có một cái background gì trước đó. Thì một câu hỏi rất là đơn giản tiếp theo thôi. Đấy là rõ ràng thì anh đang là một người làm về nightlife này, về các gọi là hộp đêm này, làm về các bar rồi có thể liên quan đến khách sạn, liên quan đến nhà hàng. Thì đó là một cái ngành, nó gọi là ngành giải trí đi. Thì đúng, cái ngành esports này nó là một ngành mà nó có thể nói là tương đối khác biệt so với những gì mà anh đã từng làm. Thì có thể cho em một cái lý do nào để anh biết đến và hứng thú với esports không? Thì theo anh nó cũng không khác nhiều lắm. Đương nhiên là maybe cái sản phẩm á, nó khác một chút. Mà cái cuối cùng á, là mình cũng đang xây dựng câu chuyện, mình đang làm sao để truyền cảm hứng cho mọi người, làm sao cho mọi người vui. Này cũng là giải trí, esports cũng là một cái ngành giải trí đúng không? Một cái sự entertainment, một cái sự khác. Thì ở đây là TK cũng nhìn thấy cái cơ hội lúc mà COVID boom, tất cả mọi thứ về liên quan với du lịch này, vui chơi giải trí thì cũng đóng cửa hết. Thì lúc đó là TK cũng có nhiều thời gian để mình cũng xem lại cho cái tương lai của mình muốn hướng về cái hướng gì. Mình đang phải xem lại là ok, mình cũng đã làm Skylight 5 năm rồi, bây giờ là 6 năm rồi.
Thì bây giờ là cái bước tiếp theo là sao? Ngày xưa TK cũng muốn cùng với gia đình để xây dựng khách sạn, để làm thêm bar hay là thêm mấy cái nhà hàng. Và thật sự mọi người cũng biết là làm mấy làm giải trí vậy nó cũng rất là khó, không dễ. Mình có một chỗ mình đã hạnh phúc rồi. Nhìn thấy là vài ngàn người hàng ngày đang lên chỗ mình, đang rất là vui, chụp hình, post lên mạng, đang đi cùng với bạn, đang celebrate, đang có sinh nhật hay cái gì đó, thì là mình cũng rất là thấy rất là vui, để cũng nhìn thấy cái cảm xúc của mọi người lúc mà đến chỗ mình. Thì sau một thời gian thì TK á, thì TK cũng có một người là giống là anh trai hay là một người mentor đi, là anh đó là anh Randy Dobson. Thì anh Randy Dobson là người chairman của CMG Asia. Thì CMG Asia là cái công ty mà sáng tạo California Fitness, thì chắc là ai cũng quen cái thương hiệu của Cali. Đúng là Cali là cái công ty mà sau bia chắc là gần 13 hay 14 năm rồi ở Việt Nam, là cái công ty mà giống là phát triển cái nghề thể thao này, mà cũng là liên quan đến entertainment luôn nhé, cũng là giải trí. Cái cách mà TK nhìn thấy là anh Randy làm, tại sao Cali làm rất là tốt, thì anh Randy đã lúc mà bán công ty Cali trong 2018, anh Randy đầu tư vào Energy ở bên Bắc Mỹ. Anh Randy muốn làm sao để ok, bây giờ mình sẽ đầu tư, mình biết cái cơ hội làm sao để mình mang cái công ty này về Việt Nam. Tại vì anh Randy nhìn thấy cái tương lai, anh Randy một giống là một người nhìn thấy tương lai, một cái người visionary. Đấy, anh Randy đã nhìn trước được. Thì anh Randy nhìn thấy là e-sport là cái future. Lúc đó anh Randy được đi MSI trong 2018 hay sao á, ở bên Taiwan. Thì lúc đó là anh Randy cũng không tin được, nếu mà nhìn thấy cái sân khấu mà bao nhiêu ngàn người đến xem, một cái năng lượng, cái energy nó y chang giống mình đang đi xem một cái game đá bóng. Cái energy ở đó nó làm cho anh Randy rất là ngạc nhiên. Thì lúc đó Randy nói ok, mày một cách nào mình phải mang energy về châu Á. Thì lúc đó mà TK đang phải đóng cửa Skylight rất là buồn, mình cũng đang là 5 6 năm đang tập trung mọi thứ vào Skylight. Thì lúc mà đóng cửa TK cũng không biết làm gì. Thì lúc đó là đang lại xem lại về cuộc sống của mình, anh Randy cũng đang kể về energy. Thì TK nói hả, cái này mình cũng nghe đấy, cái tương lai nó rất là sáng, thế bây giờ mình làm sao để làm cùng với nhau. Tại vì như xưa nay TK Drew là em trai luôn luôn muốn làm cùng với anh Randy, tại vì anh Randy là một người giống mentor, một người mà TK với Drew đã học rất là nhiều qua anh Randy rồi. Thì cái trường hợp này sau đó là bia sẽ làm cách nào đây. Thì lúc mà bắt đầu đi sâu hơn về cái e-sport cho Việt Nam thì nó make sense, right? Tại vì là TK thấy là người Việt Nam, khi nào mọi người sẽ nhìn thấy là người Việt Nam giống là, không biết là nếu đúng từ nhé, coi thường người Việt Nam không? Nếu là mình sẽ đi chơi, mình chơi mấy cái môn thể thao. Ý là những người xung quanh, những người ở nước khác thì sẽ có thể là hơi coi thường chúng ta, hơi coi thường người Việt Nam. Đúng, đúng. Tại vì là nếu là về bóng rổ hay là mấy cái môn là mà rất là có sức khỏe hay là phải có cái Thể physical, hình, dạ. thể hình, đúng đúng thể hình á, thì rất là khó cho người Việt Nam. Tại vì là người Việt Nam cũng không phải là chưa chưa là người bự to con thì có nhiều cái nó phải sử dụng cái thể hình của mình, right? Thì ở đây là TK nhìn thấy là người Việt Nam rất là thông minh mà rất là giỏi về cái gì mà dùng tay hay gì đó. Sau TK bắt đầu nghiên cứu, mình mới nhìn thấy wow, ở Việt Nam thì là đương nhiên là cái lớp trẻ nó rất là lớn, mà không phải chỉ Việt Nam nhé, mình đang nói về Đông Nam Á, Southeast Asia, right? Đông Nam Á. Thì ở Đông Nam Á có gần 1 tỷ người, 1 billion people, but cái thế hệ đó là rất là trẻ, gần 50% hay sao, nếu TK đang đúng hay là 50% là ở dưới 30 tuổi, right? Thì cái này là mình đang nhìn thấy cái cơ hội, cái này là cái tương lai mình muốn nhìn thấy. Oh wow, cái này đúng là cái cơ hội. Thì lúc mà sau đó TK cùng với anh Randy cùng với Drew đi gặp NRG, nhưng mà gặp NRG thì mình cũng là đang nhìn thấy là NRG đang có một cái team đang missing. Hiện tại NRG đang có Apex Legends nè, Rocket League, Call of Duty, Overwatch, Valorant, Fortnite. Một cái quan trọng là gì?
League of Legends. Exactly right. So về Liên Minh Huyền Thoại, right? Đó là cái câu mà hơi khó cho TK nha. So okay, for League of Legends á, thì TK nhìn thấy, oh, ở Việt Nam có rất là nhiều team mà rất là có rất là tài năng, right? Thì lúc đó là TK mới sang bên Mỹ nói chuyện với anh Andy, cùng với anh Randy, cùng với Drew để làm sao để bia mình thấy là cái tương lai ở bên Energy, để vì bia là về esport. Nó là worldwide, nó là cả thế giới, nó không phải chỉ một vùng thôi. Nếu em nhìn thấy T1 ở Hàn Quốc mà cũng có ở bên xung quanh thế giới, hay Gen G đi, hay là nhiều team lắm. Bây giờ mọi người đang là phải thế giới, nó không phải chỉ là một nơi thôi. Thì cái này là mình thấy là cái cơ hội rất là lớn cho Energy, mà cho cái công ty mình sáng lập là Energy Asia, mà cho cái cộng đồng e-sport của Việt Nam. So ok, thì đó là một cái mà giống như kiểu cái lý do mà đưa cho anh đến với esport. Thì vừa rồi anh cũng đã nói một số những cái ý, ví dụ như là tình hình esport ở Việt Nam như thế nào, tức là con người Việt Nam có thể là có tiềm năng để có thể chơi esport. Rồi sau đó thì cũng đã có những cơ hội khi mà tham khảo anh Randy cũng như là tổ chức là NRG. Thì có lẽ là ở đây rất nhiều bạn đang muốn biết là NRG là một tổ chức như thế nào. Thế là mọi người có thể sẽ search ở trên mạng được, thì chị NRG là một tổ chức esports có thể đứng top 10 các cái tổ chức esports lớn ở trên thế giới. Thấy xếp đâu đấy, thậm chí là còn nhỉnh hơn với cả T1 hay gì đấy. Thì mọi người nhìn thấy cái tin đấy thì mọi người chỉ nhìn vào những con số thôi. Thì mọi người chưa thực sự biết là NRG làm những cái gì. Thì với các bạn mà chơi các cái bộ môn có thể là Overwatch hay là các bạn Fortnite hay là Call of Duty thì các bạn có thể biết, sẽ biết đến. Nhưng rõ ràng thì cái khán giả chúng ta đang muốn truyền tải ở đây đó là khán giả của GAM, khán giả của các bạn ở Việt Nam, mà các bạn ở Việt Nam thì lại hơi xa lạ với những bộ môn này. Thì các bạn cần phải biết thêm là NRG đang là cái gì. Thì NRG là một cái esports organization. Anh không biết cái từ organization là sao? Một tổ chức thể thao điện tử. Thank you, Izumin. Thì ở đây ở trong cái energy có là cho anh biết là 7 đội. But ngoài 7 đội đó mà là e-sport là competing, right? đang đấu với nhau, đấu với cả thế giới. Thì ở bên đó cũng có streamer, right? Thì cũng có streamer thì ở bên Energy, cái mà nếu mà anh nói chuyện với lần đầu tiên anh nói chuyện với Andy thì anh hỏi Andy là ok, tại vì mọi người cũng biết là làm e-sport hiện tại bây giờ nó rất là mới, nó đang phát triển, thì ngoài cái e-sport hay là có một cái team để đi đấu á, thì e-sport cái công ty, một cái organization nó phải có thêm một cái gì đó. Thì theo cái Energy á, mình là một cái modern day entertainment company, right? Thì là mình là một cái công ty I need your help. Modern thì có thể sẽ là hiện đại. Hiện đại. Rồi có entertainment thì nghĩa là giải trí. Và giải trí. Em nghĩ là có thể là sẽ là một công ty giải trí, một công ty thể thao điện tử, nhưng có sẽ có theo cái xu hướng kiểu hiện đại hơn và có cái xu hướng giải trí hơn. Thì bây giờ cái nó thay đổi hoàn toàn. Như xưa là mình phải xem TV đúng ngày này, là giờ này phải xem. Bất biệt mọi thứ nó khác rồi. Thì NRG là một cái công ty giải trí mà là một cho cái tương lai. Thì là về YouTube, Twitch, về streaming, content liên tục. Thì bây giờ là bật NRG dùng cái team để phát triển về cái entertainment đó, về cái giải trí đó. Thì theo NRG là một cái công ty mà đang xây dựng cái cộng đồng e-sport qua mấy cái kênh giống YouTube, Twitch, tất cả về social media. Đó là cái future, nó không phải trên TV giống mấy cái traditional media mình hay quen ngày xưa, nghe trên đài hay là xem ở trên TV. Bây giờ tất cả mọi thứ nó là hiện đại hơn, nó là cái xu hướng mới. Thì cái này là công ty NRG đang dùng e-sport để phát triển cái entertainment. NRG là một cái công ty lớn có team, but cuối cùng á là đang xây dựng content cho cái lớp trẻ. Tuy nhiên thì hiện tại thì em cũng thấy là NRG là một cái, nếu như mình nói có thể nhiều bạn sẽ nghĩ đến là sẽ
sẽ chỉ làm về mặt giải trí thôi, sẽ có những cái thứ nhiều khi nó hơi mọi người sẽ hơi nghĩ tiêu cực một chút xíu, đấy là kiểu hay tấu hài thôi, kiểu như là để làm những cái content chỉ để cố gắng đem lại views rồi đem lại các cái thứ engagement, gọi là tương tác dành cho bên phía của tổ chức đó, thì cái content có thể đem lại được những cái view này hay là những cái gọi là tương tác đến từ mạng xã hội, thì nó có thể là những content tốt và những content xấu. Tuy nhiên thì ở đây thì em thấy là ở bên phía NRG ấy, thì họ lại có một cái khá là đặc biệt, đấy là những cái content của họ thường đến từ những champion, những nhà vô địch. Bởi vì rõ ràng thì NRG họ có đội Rocket League này, họ có đội Overwatch này, rồi các cái đội như là Fortnite của họ thì đều là những nhà vô địch. Đúng. Sau đó họ làm content từ những người đấy. Thì ở bên NRG mình sẽ sử dụng cái đội của mình để phát triển cái thương hiệu của mình. Thì để mọi người giống là mình đang xây dựng cái thương hiệu để mình có cái tên. But mình sẽ dùng cái content để phát triển rộng hơn. Tại vì không phải ai cũng thích xem chỉ là e-sport. Có người chỉ thích xem content. Mà ở đây là mình đang muốn phủ đều cho mọi người. Vì nếu mình chỉ là một người chỉ là thích xem Fortnite, mình không thích xem cái đấu của Fortnite, mình chỉ xem cái streaming content của các bạn để mình theo ASU hay ai đó. Hay là bên đây thì có người mà rất là thích cái competition, cái Rocket League ví dụ, thì người ta theo dõi đó. So cái này theo anh thì anh nhìn thấy là NRG ấy, thì nó có rất là nhiều loại content, tại vì là nó là một cái entertainment công ty của cái future. Right. Thì đây là team content creators NRG. Như vậy là mọi người có thể hiểu thêm về NRG cũng như là cái định hướng của công ty NRG về cái phát triển cái thể thao điện tử, đó là vừa về mặt content và vừa về mặt team. Team thì sẽ hướng tới những cái thành tích ở trong cái esports, còn content thì sẽ đem đến các cái tính giải trí mà nó sẽ phủ đều ở các cái thể loại khác nhau chứ không chỉ riêng ở một cái thể loại nào đó như anh TK vừa mới chia sẻ. Thì quay trở lại về Việt Nam chúng ta đi. Thì rõ ràng là vừa rồi thì anh cũng đã chia sẻ về việc là tại sao mình lại có cái sự quan tâm đến eSports và cũng như là tại sao lại cũng muốn đầu tư vào cái eSports ở Việt Nam, bởi vì con người Việt Nam, bởi vì rõ ràng chúng ta là một cái nơi khu vực rất là tiềm năng, không thậm chí là Việt Nam nữa mà là cả khu vực Đông Nam Á cực kỳ tiềm năng, có rất nhiều những người trẻ. Thì chúng ta sẽ hơi đi chi tiết một chút xíu ở trong cái phần này, đó là cái lý do để đầu tư vào Việt Nam trước và cái lý do để đầu tư vào GAM của bên phía NRG Asia là gì. Thì lúc mà anh cũng đang nghiên cứu về thị trường Southeast Asia, Đông Nam Á, thì đương nhiên là anh đang ở Việt Nam. Thì cái đó là anh khi nào cũng luôn luôn muốn làm sao để làm cho người Việt Nam tự hào, làm sao để cho người Việt Nam cũng là đưa người Việt Nam lên để cho tất cả thế giới nhìn thấy mình. Đấy, tại vì là giống anh nói là nhiều lúc người khác sẽ coi thường mình. Và sau anh về đây ở, anh cũng nhìn thấy cái khả năng, cái cơ hội ở Việt Nam nó rất là nhiều. Thì bây giờ làm sao để mình giúp Việt Nam để phát triển được. Đấy, thì lúc mà anh cùng với NRG đang nghiên cứu, thì lúc mà anh xem là NRG không có một cái team League of Legends, thì lúc mà anh nghiên cứu về VCS, tại vì cái đó là cái của Việt Nam, thì anh nhìn thấy cũng có 8 đội ở đây, thì anh cứ research thêm, nghiên cứu về tất cả đội. Đấy, anh nhìn đội này đội kia, rồi anh xong lúc mà anh nghe về cái lịch sử của game, sau anh gặp người này gặp người kia, mấy người mà ở trong cái e-sport rồi á, thì anh cũng hỏi ý kiến của người ta, thì nhiều người đã biết về cái câu chuyện của game rồi. Nhưng mà anh nói cho NRG, anh ngạc nhiên á, là cái bạn Chris là General Manager của Team Overwatch, bạn cũng là người Hàn Quốc, bạn đã biết về game. Levy, bạn biết là về cái câu chuyện 2017. Tại vì cái câu chuyện 2017, lúc mà game ở MSI hay đi chung kết thế giới, nó là một cái mà cái câu chuyện mà tất cả mọi người rất là thích. Right? Mà tại vì là mọi người không biết là team này ở đâu? Ở Việt Nam? Tại vì mọi người không tin là ở Việt Nam có một cái team mạnh như vậy. Đấy, thì làm cho mọi người rất là ngạc nhiên.
Thì lúc đó là lúc mà anh đi sâu hơn, anh nhìn thấy game, thì anh nhìn thấy cái cơ hội của mình để làm sao để team đó đang làm tốt rồi, đi energy vào làm sao để mình nâng lên, mình support các bạn để có đầy đủ hơn, để mình phát triển cái team của mình. Đấy. Thì đó là anh thấy là đúng game, là đúng cái team mà mình phải đầu tư, mà mình phải vào để làm cho League of Legends thì nó make sense cho bên energy này. And League of Legends, các em cũng biết là cái number one game của cả thế giới, especially cho eSport. So cái đó là cái lý do tại sao mà anh cũng cùng mấy energy mình tập trung để có game ngày hôm nay để làm việc mấy Izumin. Ok, thì rõ ràng là mọi người cũng đã thấy rất là nhiều những cái chia sẻ của bên anh TK cũng về những cái mục tiêu cũng như là những cái điều mà muốn xây dựng về với GAM. Cái này đã được chia sẻ ở trên các cái bài báo khi mà có những cái thông tin là NRG Asia là mua lại đội tuyển GAM. Thì cái thông tin liên quan đến việc mua thì nó cũng nghĩa là chúng ta cũng không cần phải đào về chi tiết làm gì cả. Thì em cũng chỉ muốn hỏi thêm một cái vấn đề để có thể làm rõ hơn cho các khán giả. Đấy là cái điều mà anh đang muốn xây dựng và cái mục tiêu với GAM của bên phía NRG Asia và của anh là gì ạ? Thì giống bên NRG ở bên Bắc Mỹ ấy, thì mình muốn có cái team. Cái team mình muốn luôn luôn làm sao để mình xây dựng một cái team, championship team, để làm sao mình đi chung kết thế giới, để đi MSI, để mình đại diện cho Việt Nam mà cũng là cho NRG, cho toàn thế giới. Thì cái lý do mà tại sao mà mình cái định hướng cho bên NRG Asia là đầu tiên bắt đầu từ game. Tại vì game có thương hiệu, game có là tên tuổi, game có một cái team mà anh thấy rất là ổn định để mình không phải bắt đầu từ số 0. Ở đây là game đá là ví dụ là số 9 rồi hay gì đó thì bây giờ mình nhảy vào để làm sao để đẩy lên đến số 10 đi. Đương nhiên game sẽ tập trung vào vô địch, phải championship làm sao để VCS. Xong năm sau là mình 2022 là mọi người cũng biết là một cái năm là rất là make or break, the biggest year cho cái chắc là cho League of Legends của Việt Nam. Thì ngoài việc đó thì anh muốn xây dựng thêm về cái phần streaming này, về content creation. Mình cũng đã đầu tư về một cái gaming house, the NRG Gaming House, right? Ở đây là anh sẽ có là game ở đó, mình cũng có studio, mình có phòng tập, mình sẽ có chỗ để mình cũng kêu gọi mấy bạn streamer hay là mấy bạn content creator để sang nhà để mình có một cái ngày media day để mình quay cùng với nhau. Ngoài việc mấy bạn này sẽ tập trung vào là game để đấu, mấy bạn này thì sẽ giúp công ty của mình phát triển về cái content, right? Mà mình cũng đang muốn kiếm thêm mấy cái đội ngoài game, ví dụ maybe ở trong tốc chiến, right? Yeah, Wild Rift, right? Valorant maybe, or Free Fire, PUBG, anh cũng không biết, anh đang nghiên cứu bây giờ, you know, thì anh cũng muốn là không phải chỉ Việt Nam nhé, mình ở Philippines cũng đang muốn xem này, về Thái Lan này, về Indonesia cũng muốn nghiên cứu, bởi vì là anh muốn làm sao để mình phát triển cái NRG Asia y chang giống bên Bắc Mỹ đã làm rồi, có 7-8 đội hay gì đó, xong mình sẽ có content creation team, mọi người sẽ luôn luôn sẽ vào cái kênh của bên NRG để xem mấy cái content mà liên quan mấy e-sport, liên quan mấy cái mà cũng chỉ là vui về lifestyle thôi, you know. Thì cái định hướng của bên mình là xây dựng championship teams, xây dựng cái cộng đồng của e-sport, right? And then also làm sao để mình có cái content that's engaging, entertainment, cái giải trí để mọi người muốn xem nhiều hơn. Thì cái đó là anh tin là một cái định hướng cũng là tốt. Mà cái quan trọng ở đây là mình phải cùng nhau làm sao để mình xây dựng cái cộng đồng của e-sport, không phải chỉ League of Legends nha, mà tất cả cái e-sport, bởi vì cái này là cái tương lai. Rõ ràng thì anh nói gì rất nhiều về cái tương lai của e-sport, tương lai của e-sport ở Việt Nam. Thì có một cái điều mà chúng ta cũng đã phải trải qua ở trong cái năm 2020 và 2021. Thì với League of Legends, Liên minh huyền thoại mà còn rất là nhiều những cái tựa game khác, thì cái sự phát triển nó đang bắt đầu có dấu hiệu bị ngừng lại bởi vì dịch Covid. Như là ở Liên minh huyền thoại đi, là một trong những cái tựa game gọi là lớn nhất trên thế giới về eSports rồi.
và ở Việt Nam chúng ta thì 2 năm nay chúng ta lại không được đi thế giới, thì chúng ta bỏ qua những cái câu chuyện về câu chuyện buồn đấy mà chúng ta sẽ nói đến cái thực tại. Thì hiện tại anh thấy cái hiện trạng của cái nền esports Việt Nam là như thế nào? Theo anh thì anh nhìn thấy cái cơ hội giống anh nói là rất là nhiều, đúng không? Bởi cái quan trọng ở đây ấy, là mọi người phải cùng nhau xây dựng cộng đồng. Tại vì ở bên mình chỉ cần xem ở nước ngoài. Ở nước ngoài như xưa người ta esports là gì? Mọi người chơi game, người ta đúng, người ta không tin tưởng cái này sẽ có tương lai. Mọi người không biết vậy. Mà sau vài năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm ở bên nước ngoài mới bắt đầu xây dựng. Bây giờ anh cũng ngạc nhiên là bây giờ ở trong mấy cái tournament có sponsor, mấy người tài trợ là Visa này, Mercedes-Benz này, mấy cái thương hiệu cực kỳ lớn. Bây giờ mọi người đang bắt đầu chú ý về e-sport, Louis Vuitton này, mấy cái thương hiệu mà mình là nó cũng không, mình cũng cái này sao nó chả liên quan mấy e-sport gì đó. Thì ở đây anh đang nhìn thấy là cái hiện tại Việt Nam mình đang chỉ mới bắt đầu. Anh hiểu là League of Legends Việt Nam đã có Việt Nam 9 năm rồi, đúng không? 9 năm rồi. Bật chính nó rất là sớm. Theo anh nhìn thấy, anh theo bóng rổ NBA, anh xem cả đời anh. Đó là cái favorite sport của anh, cái thể thao mà anh thích nhất. Thì cái này giống lúc mà the 80s là năm 80 của NBA. Nó là mới, mọi thứ nó chưa đâu vào đâu, nó đang cần phải có cái sự phát triển, tại vì nó mới. But sau một thời gian đi, NBA là một cái là cả thế giới biết, cả thế giới đang theo dõi. Thì ở đây là anh đang nhìn thấy cái cơ hội của cái nghề sport của mình, nó cũng có cái tương lai đó, mình chỉ sớm. Thì ở trong 2021 xin lỗi, thì mọi người cũng biết vì COVID là một cái vấn đề rất là lớn mà đã ảnh hưởng tất cả thế giới. Mà ở đây là mình sẽ phải là người phải trả giá rất là nhiều, tại vì là mình đang là người đang tiên phong, mình là người đang xây dựng cái môi trường để làm sao để mình đang cùng nhau làm sao cái bánh của mình nó lớn hơn được. Nếu cái bánh lớn hơn được thì là mọi người sẽ có thêm để ăn, thêm cơ hội cho team này, thêm cơ hội cho team kia để có nhiều cái công việc mà liên quan đến esports. Thì TK đang nhìn thấy là hiện tại bây giờ là cái mà cả cộng đồng của mình phải làm để cùng nhau á, là mình phải thay đổi cái cách mọi người nhìn, cái cách nhìn nhận của cộng đồng, không phải cộng đồng, cái cách của xã hội, cái cách mà xã hội đang nhìn về gaming, mà nhìn về mấy bạn esports. Tại vì là mọi người là mấy bạn này đang lười chỉ chơi game cả ngày, but thật sự y chang giống mấy bạn đá bóng như xưa, các bạn ngày nào cũng ra ngoài đi đá bóng chơi hành ngam bla 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 bla, nó không phải đấy. Đó là chỉ là tại vì là cái này là cái nghề mới, maybe cái thế hệ lớn hơn mình chưa hiểu đấy, chưa hiểu, chưa nắm được đấy, tại vì nó quá mới. Bận nếu các em nhìn đến vài Hàn Quốc, nhìn ở bên Trung Quốc, nhìn ở bên Mỹ, nhìn ở bên châu Âu, đó là cái này là the future. Yeah, thì rõ ràng là đứng ở trên cái góc độ của mọi người, đứng ở trên góc độ của chúng ta thì nhiều khi thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ có thể nghĩ về cái vấn đề của anh TK nói, có thể là nó đang là một cái điều mà nhiều người đều đang nghĩ tới. Thế là mình đang sống ở trong cái ngành thể thao điện tử này, mình đang sống ở trong esports thì mình phải tìm cách làm cho những người xung quanh hiểu được là đây là một công việc thực sự. Giống như em thì em đã từng là một người game thủ, một một bạn player, sau đó thì em thành một caster, là một bình luận viên, sau đó thành một manager của một team, là quản lý của một team. Thì nói chung là em cũng đã đi được rất nhiều những cái ngành nghề ở trong cái esports này rồi. Và đương nhiên thì lúc đầu thì cũng không phải là được cái sự là hiểu của mọi người, được sự thấu hiểu của mọi người dành cho nghề này là nghề gì, tại sao lại có cái nghề này, đi học cái nghề học toán mà lại đi làm bình luận viên, thì nghe nó khá là lạ. Thì em nghĩ là bây giờ nhiều bạn bảo là làm thế nào để có thể thay đổi được cái suy nghĩ của xã hội về esports, thì theo anh TK là cái cách mà chúng ta nên làm, một cái cách cụ thể nào đấy của từng người, ví dụ là cá nhân thì phải làm gì rồi, một tổ chức esports sẽ phải làm gì,
hay là những cái công ty game, những công ty mà chuyên về esports thì họ sẽ phải có những cái hành động cụ thể nào. Đương nhiên ở đây thì mình sẽ không bắt mọi người làm, mà đây chỉ là những cái gợi ý của mình mà thôi. Nó câu hỏi rất là theo TK nhé, là về bản thân mình, TK thì là một người rất là positive energy, right? Thì TK khi nào cũng muốn luôn luôn truyền đạt cái một cái năng lượng cho mọi người, một cái năng lượng tích cực cho mọi người, đúng không? Thì cái này là cái quan trọng mà TK đang nhìn thấy, là đương nhiên là esports nó có rất là nhiều bạn trẻ. Thì hiện tại nếu mà TK cũng đang nghiên cứu ở trong về esports ở Việt Nam, cũng có rất là nhiều cái bài viết mà nó cứ liên quan với drama. TK hiểu bây giờ làm media nhiều người thích mấy cái mà đã click vào nó là negative hay là làm cho mình sợ, thì mình cứ tò mò thì mình sẽ click vào. Một cái quan trọng ở đây là mình phải làm sao để mình cũng xây dựng mấy cái câu chuyện mà mình làm sao để mình đang push nhau lên. Cái cạnh tranh á, cho mấy cái cạnh tranh của mấy cái đội này hay đội kia cạnh tranh cùng với nhau nó là tốt. Bởi vì mình đang làm sao để mình cạnh tranh, để mình push nhau lên, mình đẩy nhau lên, để mình phát triển, để mình nâng lên cái thị trường hay là cái tiêu chuẩn của cái nghề esports này. Thì theo TK thì là về người, về cá nhân thì nên làm sao để mình cũng khi nào cũng support nhau này, làm sao để mình cũng hỗ trợ nhau, right? Là nếu là team này đi chung kết thế giới là mình cần tất cả Việt Nam làm sao để cheer them on, right? Tại vì mình muốn làm sao để mình xây dựng cái cộng đồng đó bằng một cái cách mà nó positive, right? Để sau đây là mấy người lớn tuổi hơn hay là cái thế hệ lớn người ta chưa hiểu, mà nếu người ta cứ chỉ nhìn thấy vào nếu mà đọc Zing News hay là đọc thể thao hay là đọc kênh 14, tất cả mấy cái mà liên quan đến esports nó là một cái negative, một cái drama đấy. Tại vì thật sự nó có rất nhiều cái câu chuyện mà rất là hay ở trong esports. Lúc mà anh cũng vào, anh cũng nghe được cái câu chuyện của Levi từ 2017 đến bây giờ nó cũng rất là hay. Hay là cái, mấy cái câu chuyện của Kiai á, trước khi vào xong anh gặp được bạn, xong anh cũng nói chuyện với bạn, anh cũng nhìn thấy cái phát triển của bạn. Mấy cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà hay, mà sẽ làm cho mình đang truyền được cái năng lượng cho mấy cái lớp trẻ. Thì mọi người mới be inspired, mình mới mình đang thích cái energy, nó năng lượng, nó tốt, mình muốn tham gia về cái này. Thì lúc đó là maybe là mấy cái người mà chưa hiểu, mấy người lớn tuổi á, maybe người ta mới nhìn thấy cái này cũng là tốt cho con cái mình, không phải đi ra ngoài đường để làm phá hay gì đó. Bây giờ là các bạn đang tập trung vào cái gì đó mà bạn đang làm tốt. Và bây giờ cơ hội là các bạn người Việt Nam đang có cơ hội để đi nước ngoài để làm sao để đại diện cho Việt Nam. Mà quay lại cái câu chuyện hồi nãy em mới nói là bây giờ làm sao để mình thay đổi cái tầm nhìn của cái xã hội, thì đương nhiên nó sẽ là phải có thời gian. But hên là mình đang nhìn thấy 2022 để có esports ở trong mấy cái game này á, thì TK rất là mừng. Mà đang nghe là 2024 là Paris Olympics sẽ có esports luôn. Maybe không phải là một cái medal event mà một cái exhibition. But để Olympics cũng nghi ngờ đó là cũng là một cái điều rất là tốt cho cái tương lai. Mà TK thấy là người Việt Nam sẽ nhìn thấy cả thế giới đang cái xu hướng nó đang đi kiểu vậy. Thì TK cũng luôn luôn tự tin là Việt Nam cũng sẽ đi theo. Đấy. Xong lúc đó thì nó sẽ dễ hơn cho cái nghề esports của mình. Và khó khăn này nó chỉ làm cái câu chuyện của mình nó sẽ hay hơn thôi em. Anh nói rất nhiều về câu chuyện đúng không? Thường thì chúng ta sẽ phải xây dựng những cái câu chuyện để cho mọi thứ nó hấp dẫn hơn. Và đương nhiên là những câu chuyện này của chúng ta là dựa trên sự thật rồi. Những cái gì mà chúng ta trải qua thì đó là những cái gì mà mình đang muốn xây dựng. Đến với một câu hỏi tiếp theo đi, thì sẽ chúng ta sẽ đổi chủ đề một chút xíu, nghĩa là về bên phía của NRG. Thì ở thời điểm hiện tại thì NRG có mỗi mình GAM đang là đội tuyển thi đấu cho NRG ở NRG Asia ở khu vực Đông Nam Á thôi. Thì trong cái cách mà để cho bên phía NRG đánh giá các cái tựa game để có thể đầu tư vào hay là các đội để có thể đầu tư vào là gì? Đầu tiên là mình cũng phải xem lại là về cái bao nhiêu người đang theo dõi mấy cái game này. Đấy, đương nhiên là
về League of Legends thì TK nếu mà cùng với NRG mình rất là tự tin, tại vì mình biết là cái này là cái esports hàng đầu của thế giới. But cái mà tương lai á, thì là TK đang nhìn thấy là mobile là một cái là tương lai rất là lớn cho Đông Nam Á mình. Lúc mà mới bàn lại mấy bên NRG á, thì là lúc đó là cũng gần hơn một năm rưỡi rồi á, thì TK đang nghiên cứu rất là nhiều về smartphones về mobile. Tại vì là ở bên Bắc Mỹ thì nó hơi khác, nhiều người đã có máy vi tính hay là người ta sẽ chơi qua console. Như xưa TK cũng vậy, TK chơi Call of Duty liên tục qua cái Xbox hay là PlayStation, hay là chơi Madden, hay là chơi NBA 2K, thì là mình qua cái một cái console, right? Đông Nam Á mình á, thì là bây giờ mọi người á, là đang ai cũng có một cái di động. Thì bây giờ TK đang thấy cái tương lai á, là mình đang muốn làm sao để mình đang kiếm cái game nào nó phù hợp về cái di động, bởi vì ai cũng có một cái di động. Thì mình biết là về cái tương lai nó có đó là ok, bây giờ mình biết là ok di động, bây giờ phải kiếm game nào nó phù hợp. Thì lúc mà đang nghiên cứu về game, đương nhiên mình phải xem là cái người sản xuất, cái publisher của cái game đó là ai. Ví dụ là Riot hay là mấy cái công ty khác, you know, về EA hay là Activision, Blizzard hay gì đó, để mình xem về kế hoạch của người ta. Tại vì đương nhiên là maybe mấy cái game này nó cũng là nhiều người theo dõi ở nước ngoài, but maybe ở Việt Nam chưa nhiều người theo dõi. Thì mình phải xem là cái nào phù hợp cho cái khu vực của mình. Đầu tiên là TK đang nghiên cứu thì là về Việt Nam trước đi. Thì TK đang cũng thấy là đương nhiên là về tốc chiến là cũng là rất là mới, Wild Rift là rất là mới. Maybe nó sớm quá. Thì bây giờ sẽ xem lại, right? Maybe năm sau mình sẽ bắt đầu. Đương nhiên là TK đang nhờ Izumin để phải nghiên cứu này. Thì nếu team nào mà đang thấy là team của mình là giỏi nhá, liên hệ với Izumin nha. Thì TK cũng nhớ một cái câu hồi đấy TK muốn chia sẻ là để mình phát triển cái nghề esports này ấy, nếu mình đang phát triển một cái cách mà tốt về cái tiêu cực, đúng không? Tiêu cực positive. Positive là tích cực. Tích cực xin lỗi. Ok, xin lỗi nha. Nếu mình đang phát triển một cái cách mà tích cực ấy, yes, thì mấy cái công ty khác, công ty tài trợ sẽ nhìn vào esports. Tại vì cái số mình có, con số bao nhiêu người xem League of Legends, con số đó crazy, right? But maybe mấy cái công ty tài trợ bây giờ người ta đang hơi ngại tí. Tại vì người nhìn thấy nhiều drama thế, cũng không biết là nếu thương hiệu của mình có nên dính vào cái này không? Thì quan trọng cho mình là cái cộng đồng của mình phải cùng nhau để làm sao để mình đang... Đương nhiên cái cạnh tranh nó sẽ phải có. You know? But anh muốn nhìn thấy tất cả team ở trong VCS thành công. Anh cần mấy team đó phải thành công. Tại vì là nếu nói thật á, tất cả team ở trong VCS mình đang làm chung mà. Mình đang làm chung một cái sản phẩm đó là VCS. Thì để mình phát triển tất cả công ty này thì mình phải làm tốt cái sản phẩm của mình về VCS để mình phát triển cái đó. Để sau đây có mấy công ty tài trợ người ta nhìn VCS. Oh wow, con số thì mình đã có rồi. Các em biết lúc mà anh cũng rất là ngạc nhiên lúc mà anh bắt đầu xem mấy cái trận đấu của game xong 150.000 người đang xem một lúc, 200 người, sau anh nhìn thấy cũng gần 300.000 người, like damn, it's a lot, right? Rất là nhiều người luôn nhé. And lúc mà anh xem vậy thì anh rất là tự tin về con số. Đấy, đó là thực tế, đấy, đó là cái the real. Thì cái đó có, thì nếu mình làm sao để mình xây dựng cái thương hiệu, làm một cái cách nào nữa là một cái positive, mình đang kêu gọi cộng đồng cùng nhau, thì mình mới phát triển cùng nhau được. Thì đương nhiên nó sẽ phải có thời gian, nó phải có người giống em, nó phải có người giống anh để mình cùng nhau kêu gọi mọi người để mình đứng ra để mình đưa ra mấy cái ý kiến đó. Tại vì nhiều người người ta chỉ nhìn đấy, người ta không nhìn thấy xa, người ta cứ nhìn thấy trước mắt. Yes. Thì để mình phát triển cái đó. Anh biết là sorry anh cứ nhảy sang bên một cái câu chuyện đó để anh mới nhớ cái đó. Dạ. Bất ra nhưng mà cái đấy nó khá là thú vị. Thì cũng nói vừa mới nói đến đấy là cái vấn đề của bên VCS. Thì rõ ràng chúng ta cũng vừa mới phải tạm hoãn cái giải VCS mùa hè, thì dẫn đến là không tuyển chọn được đội đến với chung kết thế giới và cũng không có đội đến với chung kết thế giới luôn. Thì mọi người thì đều đang có một cái sự, tức là nhìn chung á,
khi mà chúng ta đọc những cái comment ở trên mạng xã hội thì hiện tại là anh TK đọc tiếng Việt là có thể là hơi kém. Anh hơi kém mà kém lắm á. Anh TK là đang học tiếng Việt thôi. Thì như mình là một người sẽ phải đọc cái comment ở trên mạng xã hội để biết là cái xu hướng của các bạn, cái các bạn đang nghĩ đấy là gì, cái mọi thứ các bạn đang quan tâm là sao. Thì chúng ta có thể thấy là các cái comment tiêu cực về giải đấu VCS ở thời điểm hiện tại là rất nhiều. Sau những coi như là những cái nó không được quá là tốt mà chúng ta đang nhìn thấy ở bên ngoài. Mặc dù với những người mà ở bên trong, những người mà gọi là ở trong cuộc, nghĩa là em cả anh là mình đã làm cho Gam, mình là người inside, thì mình hiểu được là những cái khó khăn của bên VCS đang gặp phải là gì. Là dịch bệnh, rồi là giấy phép, rồi rất là nhiều thứ. Nên những các bạn ở ngoài thì các bạn sẽ không hiểu được cái chuyện đó. Thì với cái giải VCS mùa đông này cũng có rất nhiều những cái bình luận tiêu cực. Thì theo anh đánh giá thế nào về cái giải VCS mùa đông? Theo anh thì anh thấy là có giải thì tốt, để mình quay lại, để mình xây dựng cái cộng đồng Liên minh điện thoại Việt Nam. Đấy, không có giải thì là mọi người cứ ngồi ở nhà. Xong, tại vì cái cơ hội của mình nó rất là lớn, vì tại vì là mình cũng biết là về tình hình dịch này thì ai cũng đang ở nhà. Các bạn đang rất là muốn có cái gì để xem. Anh cũng biết chỉ ai cũng đang xem Squid Game on Netflix. Đấy. Thay vì Squid Game thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn là mấy cái giải đấu của VCS. Mà để có VCS thì bên game ấy có content để mình xây dựng thêm câu chuyện, để mình xây dựng thêm mấy cái clip để làm sao để mình đang thu hút mọi người. Tại vì cái việc của mình không phải chỉ game nhé, mà tất cả đội ở trong VCS, mình phải làm sao để mình xây dựng cái fans của VCS thì mình mới tồn tại được cho cái lâu dài. Để có cái mùa đông thì anh cũng rất là vui. Đương nhiên là cũng mới thông báo thì anh cũng đang rất là chờ đợi cái ngày để anh được nhìn thấy, là tại vì mình đã mua game rồi trong tháng 4 nhé, mà nói chuyện bàn lại với nhau là vài tháng rồi, thì thật sự nó là gần một năm rồi mà anh chưa. Đương nhiên là anh cũng theo dõi game lúc mà mùa xuân anh cũng đang đi game, lúc đó cũng đâu có ai biết là mình sẽ đang tính mua lại. Thì nó anh cứ ngồi đó anh cứ cheering, you know. Mà sau mình official, mình thông báo mọi người là Energy Asia mua lại game, mình chưa có một giải đấu. Mà cái chi phí hàng tháng em biết rồi, rất là nhiều. Đấy. Mà đương nhiên là cái đó cũng là cái đó là cái tình hình mà mình không kiểm soát được. Thì đó là một cái hình ảnh chung, mọi người ai cũng đang gặp khó khăn. So, theo anh thấy là để có cái VCS mùa đông, anh cũng rất là vui. Anh đương nhiên là không có một cái vé để đi chung kết thế giới, và it's ok, mình sẽ dùng cái thời gian đó để làm sao để cái team của mình nó chạy tốt hơn, để mình chuẩn bị cho mùa xuân, để mình get ready cho MSI. Đấy. So năm sau it's our time, it's game time baby. Đó là một ví dụ, đó là một ví dụ để có thể truyền tải cái năng lượng tích cực của mình đến cho cộng đồng. Thì vừa rồi thì anh TK cũng có nói đến cho mọi người đấy là làm thế nào, mình cũng có hỏi anh TK làm thế nào để có thể truyền tải năng lượng tích cực. Thì anh TK vừa mới show cho mọi người một cái ví dụ, một cái example về việc là làm chuyện đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái giải VCS mùa đông thì mình cũng nghĩ như anh TK là nên là một giải nên có, để có thể giúp cho tất cả các team gọi là có được một khoảng thời gian chuẩn bị, cũng như là mình review lại cái cộng đồng. Mặc dù trước đây thì Gam cũng có là đội nghĩa là không quá đồng ý khi chưa có những cái kế hoạch rõ ràng đến từ ban tổ chức. Nhưng đấy là khi bọn mình chưa có một kế hoạch rõ ràng. Nhưng mà khi có kế hoạch rõ ràng rồi thì mọi thứ nó sẽ hợp lý hơn. Thì những cái mà tin nó leak ở trên mạng xã hội thì nó cũng không hẳn là đúng sự thật. Thì qua cái này là... Mọi người đứng đọc tất cả mọi thứ đó. You know, đó là media. Đương nhiên các em đọc biết ok, mà không phải cái gì cũng là 100% là the truth nhé. Nó có rất là nhiều cái sau lưng. Ví dụ là even cái tổ chức cho VCS, mình cứ đăng lên xong mình cứ nghe người này nghe người vẫn kiến, thật sự là chỉ người trong cuộc người ta mới hiểu. Đấy. Nó khó lắm các em ơi. Bây giờ công ty lớn giống Nike này, Samsung cũng không tuyển được với mấy người specialist của người ta, mà người ta là cái công ty lớn mà
bao nhiêu triệu mà người ta đang làm được bao nhiêu công việc cho nước Việt Nam của mình mà người ta cũng không làm được cái việc này. So đó là chỉ là mọi người phải, đương nhiên là bên mình là người đau khổ, right? But rất là nhiều người đau khổ hơn, rất là nhiều. Thì mình cũng phải là cảm ơn là mình cũng đang ok, mình cũng không có vấn đề gì về tài chính. Mình cũng sẽ tiếp tục phát triển cái kế hoạch của mình để làm sao để mình cũng nâng lên cái thương hiệu của NRG Asia cùng với Game, để làm sao để Game sau đây là muốn đại diện cho Việt Nam, làm cho Việt Nam tự hào. Easy baby! Yes. I wish. Khó, but cái đó là cái mong muốn của mình. Mà mình cũng rất là tin cùng cái team mình đang có Izumin ở trong đó. Yeah. Thì rõ ràng là tương lai của VCS ở năm 2022 thì mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ tốt hơn thôi. Bởi vì giống như là khi có những cái thứ nó đi đến, nó đang đi xuống, thì sẽ có đến một lúc nào đấy nó đi lên lại. Với những, chính xác. Những cái tổ chức rất là lớn đang đầu tư vào, ví dụ như là NRG này, rồi rất nhiều những cái tổ chức hiện tại như Flash, rồi Cerberus. Đó thì chúng ta có thể thấy là vẫn có rất nhiều người tin vào VCS, và chưa kể là lâu lắm rồi, nghĩa là từ khi mà mình mới bắt đầu mình tham gia vào GAM thì đến thời điểm hiện tại thì mới có thể thấy được các team tập trung lại đoàn kết với nhau. Rồi kể cả Garena và Riot Games cũng đã có những cái buổi họp cùng với các team để có thể chia sẻ nhiều hơn, và cũng có những kế hoạch và có những cái cam kết rõ ràng hơn cho các đội về cái tương lai của VCS. Thì mình và anh TK đều nghĩ đến một cái tương lai tốt cho VCS vào năm 2022. Và đấy cũng là lý do mà tại sao mà GAM vẫn sẽ tiếp tục đầu tư, với cả đầu tư thậm chí còn nhiều hơn. Bước từng bước thôi em. Yes. Nhưng mà đầu tư từng bước, nhưng mà vẫn là hơn. Nghĩa là mình chỉ nói là hơn 1.000 cũng là hơn anh. Ok. Thì mình sẽ chốt lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với một câu hỏi. Đấy là những mong muốn của năm 2022 của bên NRG Asia, và những dự định xa hơn nữa. Thế là anh có thể nói chia sẻ một số những cái dự định xa nữa, tầm 3 năm, 4 năm nữa, 5 năm nữa. Được. Thì cho 2022, sau cái vụ 2020, 2021, mình có một cái mình đang cùng nhau buồn. Đấy. Thì bây giờ TK rất là mong muốn để làm sao. Đương nhiên cái câu chuyện nào, quay lại câu chuyện đấy, TK là người khi nào cũng thích kể chuyện. Thì về cái câu chuyện này á, mình phải đi qua khó khăn, phải đi qua thất bại, thì cái câu chuyện của mình nó sẽ hay hơn. Mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Thì cho 2022 thì mọi người cũng đã biết, VCS mùa spring, mùa xuân, right? So MSI, right? Sau đó sẽ có VCS mùa hè, chung kết thế giới, ở trong đó cũng có Asia Games, SEA Games, để mình là người sẽ đại diện được cho nước Việt Nam. Thì năm sau là cái năm mà là chắc là lần đầu tiên ở trong cái lịch sử của Liên minh điện thoại Việt Nam là đang có tất cả mấy cái sự kiện này, là 4 cái sự kiện của thế giới. Đấy. Mình đang mong muốn làm sao để NRG Asia sẽ giúp Game, để hướng Game để là cái người đại diện cho nước Việt Nam được. Để làm sao để mình phát triển cái tương lai, về cái mà phát triển cái cuộc sống của cái bạn này, mấy bạn ở trong Game. Mà đúng là cái cuộc sống của bên mình luôn, cuộc sống của anh cũng vậy, right? Yes, anh cũng muốn làm sao để anh cũng cho bố mẹ anh cũng nhìn thấy là bố mẹ ơi, team của mình đang đi đại diện cho Việt Nam, let's go, blah blah blah. Nhưng mà anh thêm một cái câu chuyện là anh không biết là mấy fan của Việt Nam is crazy. Anh một lần anh bay từ Mỹ anh về, nhưng mà anh đến sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh á, anh không biết là cái ngày đó đúng là cái ngày U23 thắng. Xong lúc mà anh đi kêu gọi taxi á, 45 phút, xong ở sân bay vào quận 1 nó là 1 tiếng 45 phút, mà anh đang nhìn thấy người Việt Nam đang everywhere, đang rất là prideful là cái từ là từ gì tiếng Việt em, kiểu rất là tự hào, tức là mọi người đang có mấy cái bát đĩa đủ thứ, nhiều thứ, mà mình nhìn thấy cái tự hào đó mình cũng wow. Người Việt Nam là rất là ủng hộ cái team của Việt Nam. Thì bây giờ TK muốn làm sao để sau đây mình sẽ thay đổi
cái xã hội để nhìn thấy là wow, cái này là một cái thể thao thật sự chuyên nghiệp mà cả thế giới đang tham gia, và Việt Nam đang ở trong đó, mà Việt Nam là một cái team rất là mạnh. Đấy, cái đó là cái mong muốn cho anh năm sau mình sẽ dần dần thay đổi cái cách, cái tầm nhìn của xã hội về gaming, về esports. Xong về tương lai ấy, thì TK ở bên NRG Asia muốn có vài đội. Mình sẽ có team Wild Rift, team Valorant, League of Legends, maybe Free Fire, rất là nhiều game khác. And we're gonna have lots of content creators, streamers. Ngoài becoming GM of GAM, Izumin is a streamer, right? Bây giờ phải làm sao để Izumin sẽ là the first NRG Asia streamer, right? Thì ngoài đó, mình sẽ có người content, người streaming, mà mình sẽ tạo một cái công ty giải trí cho cái tương lai, cho cái thế hệ trẻ. Có một cái hình mẫu của trên thế giới, một cái tiền lệ là họ đã thành công trên thế giới rồi. Với các nước khác như là Trung Quốc thành công này, Hàn Quốc thành công này, Mỹ cũng rất là thành công. Và thậm chí là ở bên Mỹ thì nhiều khi có những đội mà họ còn không vô địch, họ cũng không có nhiều thành tích, nhưng mà họ vẫn thành công, rất thành công ở trong cái vấn đề giải trí. Rất là nhiều đội như vậy ở trên thế giới, đấy cũng là một cái hình tượng mà chúng ta có thể sẽ hướng tới. Nhưng tuy nhiên thì ở GAM và ở NRG Asia thì vẫn sẽ là cái xu hướng của NRG thôi. Thì cũng có một điều mà khẳng định là GAM và NRG luôn luôn muốn xây dựng một đội hình vô địch và sẽ cố gắng tạo ra rất nhiều những content giải trí thú vị cho các bạn khán giả ở xung quanh cái đội vô địch đó, hoặc là các cái streamer hay là các content creator của chúng tôi. Thì cái buổi nói chuyện này của mình với anh TK cũng đến đây là kết thúc, cũng là khoảng một tiếng nói chuyện hàn huyên cho anh em, cũng như là chia sẻ thêm cho mọi người về các cái dự định, cũng như là mọi người có thể biết nhiều hơn về anh TK, CEO của NRG Asia, và cũng biết được nhiều hơn về NRG Asia là gì này, những cái dự định của GAM, cũng như dự định của NRG Asia trong tương lai, và cũng như chia sẻ một chút xíu về những cái hiện tại, cái hiện trạng của esports ở Việt Nam, để mọi người có thể hiểu được là chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần phải làm gì, chúng ta có thể góp một phần nhỏ cái công sức của mình cho cái thể thao điện tử, những cái thứ mà các bạn đang mong muốn xây dựng và mong muốn nó phát triển. Nếu như các bạn muốn nó phát triển thì hãy cố gắng góp một chút, mỗi người góp một chút thôi, chúng ta có thể đưa esports đưa lên một cái tầm cao mới, có thể sẽ khiến cho bố mẹ của chúng ta tự hào khi chúng ta làm những công việc này. Mình thì đã có thể khiến cho bố mẹ mình tự hào được khi bắt đầu làm những công việc như là bình luận viên, như kiểu quản lý một đội tuyển rất là lớn ở Việt Nam rồi. Thì mình hy vọng là cũng đến một ngày nào đó có rất nhiều bạn ở Việt Nam cũng sẽ làm được cái điều này, cũng là làm được cho bố mẹ của mình tự hào, tham gia vào một đội làm tuyển thủ chuyên nghiệp, làm quản lý, làm bình luận viên, làm các công tác liên quan đến huấn luyện, vân vân và vân vân. Thì đó là cái mà mình và anh TK đang cố gắng hướng tới để có thể xây dựng. Mọi người đừng nên đưa những cái cảm xúc quá tiêu cực và những cái drama vào nhiều làm gì cả. Ta cố gắng hướng đến tương lai nha. Còn bây giờ thì sẽ là lời chào của mình với cả anh TK đến cho tất cả các bạn fan hâm mộ của GAM and NRG Asia nói riêng, và tất cả các bạn fan hâm mộ của thể thao điện tử nói chung ở Việt Nam. Vậy anh có hai câu nữa thôi nha. Yes. Anh lúc mà ở Skylight, anh khi nào cũng luôn luôn nói cho team của anh, nếu mình muốn đi nhanh mình đi một mình, và nếu mình muốn đi xa mình phải đi cùng nhau. Thì đây là anh đang muốn kêu gọi mọi người đến chúng tôi, là cái cộng đồng esports, không phải chỉ là League of Legends thôi nha, và cộng đồng esports and gaming cùng nhau làm sao để mình phát triển cái nghề này, để sau đây có là rất là cơ hội cho tất cả mọi người, không phải chỉ mấy bạn game thủ mà giống người giống Izumin, để có thêm công việc, để làm general manager, làm streamer, làm caster. Cái này là mấy cái công việc của tương lai đó. And Izumin, what time is it? It's game time. Game time. Ok, xin chào mọi người. 1, 2, 3. Game. Come on, mọi người. Thank you guys. That was fun.